Có nghĩa là ông tức là ông kia bảo ông Đăng lừa tin con người ta, bây giờ con người ta đến kiếm ông Đăng múc. Đang lúc cái gì? Anh đang hay thay em chỉ là một streamer nhỏ bé, lương chỉ còn 7.000 đô một tháng thôi. Anh đừng có làm vậy. Ok. Em xin lỗi anh, em chỉ là nó mc đây, ok. Dạ, tôi lại gọi 500 anh em lên mà em muốn ông lô này cần ruột bây giờ làm cao thích. Ông tin chỉ với một cú điện thoại là tôi cần alo là bên kia sẽ trả lời bây giờ. Ông đã thấy uy lực của tôi chưa? Chỉ cần tôi alo cái là bên kia trả là đâu đâu kia có người trả, đâu bên kia máy có người trả lời ngay. Đùa. Trang này nó phải ghi đây là trạm biến áp nhưng mà chúng ta chưa đóng cửa lại cho nó nên nó sẽ không ghi lên trạm biến áp. Phòng y tế chúng ta đến bây giờ còn chưa bưu xong à. Ây trời ơi, là biết em bé chỉ đã cửa nào rồi. Ta đang hết dần thức ăn. Thank you.
ấy mà lại thiếu oxy này, hài hước thật. Xây có đất thì phải làm cái này chứ. Ăn được. Ôi rồi. Lại còn đồ thời trang nữa. Ở lần này là chúng ta sắc à đây. Ta vẫn còn nguồn thực phẩm dồi dào ở đây. Cụ thể là chúng ta có một con hatch. Ta có